đây. Đó, tôm hùm bự 8 lạng đến 1 ký các bạn. 8 lạng là chắc là 800 gram hả chị? Dạ, thử. Đó vậy mới gặp ống này luôn á. Ống thì ở Vũng Tàu cũng có. Dạ, ở Vũng Tàu cũng có. Nhìn nói ống gì ta gì em quên rồi. Ốc luốc hả? Phải mì này loại là bột là không bột. Loại bột loại dẻo nhưng mà có loại màu vàng nữa, bữa nay cô không có màu vàng. Dạ. Có loại màu vàng ngon. Dạ. Cái này cô luộc sao nhìn ngon với cô? Cô luộc sao nhìn ngon vậy? Con của cô là ở đâu cô? Ở Mỹ. Dạ. Cô có gỡ gắm gì không? Dạ. Đây phía bên đây thì có một cái bến rất là dài luôn, dọc phía bên cái đường này đó bạn. Thì ghe biển của cô chú ở đây rất là nhiều. Nhà con ở Phú Hữu. Dạ, chỗ cầu có lao á. Rồi, nghĩa là bên dưới bên kia, con ở bên này. Dạ, nhà con đi qua cô hàng xịt bên à. Rồi, bữa nay gặp cô Đồng Hương với em. Dạ. Ủa, đây là chợ đầu mối luôn hả chị? Dạ, giấc khuya hả? Dạ. Thuốc cho mẹ. Dạ dạ. Dạ mua thuốc cho mẹ. Rồi em cũng về nhà mua bánh cho em bốc ra nha. Rồi. Dạ, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui nha. Hiện tại thì em đang đứng ở đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là ngã tư và hướng này của em sẽ đi về thành phố và đi ra bãi sau. Còn hướng này của em sẽ đi ra bãi trước nha. Cũng có thể đi ra bãi sau được luôn. Còn hướng này của em sẽ chạy vòng vòng quanh núi. Và núi này gọi là núi lớn và núi nhỏ. Hướng này mình sẽ đi vòng vòng bên núi cũng rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nay thì em xin gửi đến cô chú anh chị bạn giới thiệu đến cô chú anh chị bạn một cái chợ cũng nhỏ thôi nhưng mà nằm ở một cái bến. Cái bến này ở ngay cái đình gọi là chợ Bến Đình nha. Đây, đây là cái đình, đình thằng Thắng Nhì ở cửa Nam. Đường này của em sẽ đi vô bên trong chợ nè. Đó. Chợ này cũng nhỏ thôi cô chú anh chị bạn, nhưng mà buổi sáng bà con đi chợ cũng rất là đông. Và ở đây có một cái bến lên cá nữa. Lên cá thì buổi sáng hoặc là buổi chiều khoảng 3-4 giờ sáng và hoặc là 3-4 giờ chiều. Đây, đây là đình thằng Thắng Nhì nha. Theo em hỏi cô chú lớn tuổi ở đây á thì chợ này cũng đã có rất là lâu rồi. Hồi nãy là em được chú hơn 65 tuổi chia sẻ là lúc chú mới sinh ra và lớn lên thì đã có một cái chợ từ trước đó rồi. Chợ trước đó thì rất là hoang sơ, là gồm những cái dù thôi các bạn và những cái mái che đơn sơ thôi. Còn bây giờ thì có nhà làm chợ rồi, cũng đã sửa chữa lại rất là nhiều. Đây là đường vô bên trong chợ nha. Ở phía sau chợ các bạn là một cái bến tàu, là nơi lên cá của cô chú anh chị đi biển á. Còn đây là những cái mặt hàng nhà của người dân ở đây thì người ta bán trước cửa nhà luôn. Đây cô chú bán cái số nè. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Tầm tạm được hả? Ngày có bán nhiêu tấm? Dạ. 150 tờ. 150 tờ à? Dạ, nhà cô xa đây không? Dạ. Dạ hả? Cô đi bán với ai? Dạ, bán chú hả chú? Dạ. 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 Chú làm nghề gì chú? Đi biển. Đi biển hả? Giờ chú còn đi không? Đi sau bỏ 3 ngày. Dạ. Rồi ở nhà có cô chú không hả? Hai chồng à? Dạ dạ.
Rồi con thay mặt cho anh Thức chị Phượng tặng cho cô chú phần quà là 600 ngàn nha. Nè con gửi cô chú nè. Dạ. Dạ. Không có gì chú. Rồi con đi nha cô. Đây là phía trước chợ nữa các bạn. Phía trước chợ thì em thấy bán trái cây với lại bông hoa là nhiều nha. Cảnh chợ buổi sáng. Hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi các bạn. Đường này là đường Thắng Nhì nè. Đường Thắng Nhì thì cũng có nhiều mặt hàng bán ở đây. Đây gặp ở đây cũng có cô chú bán nữa nè. Cô bán gì cô? Dạ bán măng mới cắt ở đây, mở giò khoai á. Dạ, có ai mua hàng chưa bà? Chưa cậu. Dạ, một bịch bao nhiêu bà? Dạ, một bịch ký, bịch nửa ký cậu, 101 ký. Dạ. Nó rẻ chứ mà 150. Dạ, bịch này 1 ký hả? Dạ, bịch bự thì ký nè cậu. Bịch ký nó ngon hơn bịch nửa ký. Dạ, dạ. Dạ. Bà bán cái này sống bằng ngày này không hả? Tới mùa mưa mới có cậu ơi, chứ tôi bán nhang. Dạ. Dạ. Tới mùa mưa mới có bán dùng cái căn bán kiếm lợi ký được 10 ngàn, 5 ngàn vậy đó. Dạ, nhà bà xa đây không? Ở Tuốt, ở trên phường 5 lận. Tuốt trên phường 5 lận hả? Dạ, sống có mình hả, có ba đứa con chết bỏ lại rồi, phải mấy đứa vợ có mình á. Dạ. Con của bà lớn nhất là bao nhiêu tuổi hả bà? Dạ. Con của bà lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Lớn nhất là 50. Dạ, lớn nhất 50. Dạ. Dạ. Chết thứ ba nữa, thứ hai, thứ ba, vợ thứ năm. Dạ. Bây giờ sống có mình hả? Bữa dịch hả bà? Dạ. Dạ. Rồi giờ có bên anh luôn. Dạ. Giờ ở có mình và bán băng kiếm một ký 10 ngàn, 5 ngàn vậy đó. Dạ, dạ. Để sống mua thuốc bệnh mua nữa đó. Gạo. Dạ. Dạ. Thường ngày măng này lấy ở đâu hả bà? Ở trên núi á cậu. Tụi nó đi bán núi về, gỉnh lượt về, gần căn cho mình đi bán. Dạ. Trên núi lớn này luôn hả bà? Dạ, núi lớn này. Dạ. Măng núi lớn này. Ồ. Là ngon nhất hết trơn. Ngon nhất luôn hả? Dạ. Đây bằng măng nè. Măng bà địa đâu có ngon mà. Để con bóp thử coi. Đó nha cụ ba. Được một măng chín mềm. Dạ, nó mềm, nó mềm mềm ha. Dạ. Dạ. Bữa nay bà lại bán trễ vậy? Bữa nay nó đem lại trễ rồi nó căng còn căng rồi sắp lại rồi mới đi thành ra lại trễ cậu. Dạ. Thôi con thay mặt cho anh Thức chị Phượng tặng cho bà món quà để cho bà vui nha. Dạ. Là 400 ngàn. Dạ. Thôi cậu lấy cái măng đi. Dạ được bà, con đi xa con không có không có ăn được. Cảm ơn cậu. Dạ dạ. Rồi chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn cậu. Dạ. Mình là bạn. Dạ. Măng ăn hai ơi. Để bằng đường này là đường chạy vô trong núi nè. Nhìn rất là giống núi Sam luôn nha, rất là giống cái đường vô núi Sam. Thấy núi gần vậy thôi nhưng mình đi bộ rất là xa đó. Ở đây có chị bán bánh bò nè. Dạ bánh bò này được thốt nốt hả chị? Ờ được thốt nốt. Wow. Dạ ở An Giang hả? Dạ ở Cần Thơ. Cần Thơ, em ở An Giang. Sao chị ra tới đây bán vậy? Ờ chị ở ngoài này mấy năm rồi. Dạ. Mình nên hả? Ở hai vợ chồng đứa con. Dạ dạ. Rồi lấy em bốn cái bánh đi, hai bánh vàng hai bánh trắng. Dạ. Mình làm đúng không chị? Ờ chị làm vàng. Dạ. Cho anh em được bánh được thốt nốt nhiều lắm. Ờ. Đó là thứ rồi đó. Dạ. Đứng là chị đồng hương với em. Em lợi em quay phim. Nước cốt dừa không ha? Dạ không ăn nước cốt dừa đâu. Đứng là chị đồng hương với em. Tại thấy bánh vàng nè. Kênh của em kênh gì vậy nữa? Giờ chị biết chị bắt chị coi nha. Của em là đây đó An Giang. Dạ. Rồi em đưa tiền. Đây. Đợi tí nha. Dạ, chị bán đi. Đem người bánh. Đây bàn bánh rất là ngon luôn. Màu này là màu của gì chị? Lá dứa. Lá dứa. Còn màu này màu đó lá gắt hả chị? Cái này hả? Dạ. Cái này là lá dứa này thốt nốt. Dạ, đó là thốt nốt hả? Dạ. Nhìn rất là ngon các bạn. Đó. Em tưởng chị bán bánh này là của An Giang. Dạ cảm ơn chị nha. Rồi đảo lại các bạn. Đường này cũng còn bán lai gai. Nhưng mà em sẽ trở lại bên trong chợ nha. Bên này có cái lò bánh mì nữa bạn. Thơm phức à. Chị ngang thơm. Bánh mì cốm đi ngang thơm thơm.
về hả bà? Ê, đi bán hả bà? Bán. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ. Trước chợ thì có bán thanh long, trái cây. Đó. Đây là trái sake nè các bạn. Đó, trái sake nha. Nhìn giống như mít lắm. Em lần đầu tiên biết đến trái này là ở chợ Phú Thứ. Lần đầu tiên em gặp trái sake là ở chợ Phú Thứ á, thì em biết là luộc ăn tương rất là ngon. Thanh long hôm nay là 10.000 một ký. Nhãn là nhãn xuồng các bạn, trái bự bự không ạ. Rồi nho nữa nè. Là bên trong là bưởi. Đó, thanh long nguyên vỏ luôn. Bên đây cũng có dừa hải sản các bạn, để em quay hải sản vô trước cho bạn xem nha. Ở phía trước là dừa rau củ quả, rồi dừa hải sản nữa. Đây. Ốc giác nè. Cho anh quay xíu nghe anh trai. Đây tôm hùm nữa nè các bạn. Em ơi con ốc này ốc gì anh quên rồi ta? Ốc tỏi. Ốc tỏi, dạ. Cho em quay xíu nha anh. Đây giữa hải sản của anh nè, Hoàng Diễm. Em xin phép anh vô quay xíu. Giới thiệu đến chú cho bạn nhiều hải sản của anh. Đó. Bên đây là chung luôn hết chưa cô? Dạ. Đây ốc nè các bạn. Ốc hương. Còn đây là tôm hùm nè. Đó. Đây con tôm hùm. Con này chắc hơn nửa ký ha anh. Con có 8 lạng tới 1 ký. Dạ, 8 lạng tới 1 ký. Đây tôm hùm bự nữa các bạn. Đây nó mới đầu lên cho bạn. Dạ. Đây. Đó, tôm hùm bự 8 lạng tới 1 ký các bạn. 8 lạng là chắc là 800 g hả chị? Dạ. Đây tôm hùm bự quá. Đó. Để dở được lần nữa chú với bạn xem nha. Giá rẻ. Bữa nay một ký bao nhiêu chị? 1.2 triệu. Đó. Cái nhỏ này là 800 này các bạn. Cái này là mình có giao hàng luôn hả chị? Dạ. Hồi nãy em có quay bán hiệu với lại số điện thoại của anh đó. Cơ của chú chị bạn có đặt hàng thì alo cho anh nha. Ghẹ nè, bữa nay ghẹ bao nhiêu ký hả chị? Ghẹ đủ loại, ghẹ sống từ 250 cho tới 500 con. Dạ, 250 tới 550 các bạn. Cái con bự này là 550 ký. Dạ. Con này là 550 hả? Đúng rồi, 3 con ký. Dạ, 3 con 1 ký lần đó các bạn. Nó rất là ngon. Còn đây là gạch. Dạ, cô ghẹ gạch. Đó. Làm sao biết nó có gạch hay không chị? Ghẹ cái là nó có gạch. Ghẹ cái là gạch. Yếm to, còn mấy con ghẹ đực là yếm nhỏ. Dạ. Ồ, nhìn là biết có liền ha. Có ốc tỏi sống rồi. Đây ốc tỏi sống nè các bạn. Đó. Ốc này bao nhiêu ký hả chị? Ốc này giá 180. Dạ. Sống wow. Luôn nha. Dạ, sống luôn. Rất là ngon các bạn. Ở đây là ghe nhà lên ngày nào cũng ghe nhà hả chị? Dạ. Ghe nhà nên bán giá cũng rẻ các bạn. Đó là hàu nè. Đó, em vừa giới thiệu đến chú chị bạn dừa hải sản của anh. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi, dạ. Đó. Rồi.
con này là con gì sợ gì em quên thuốc rồi ta, mà em hay coi video mà mấy anh vô gừng bắt đó các bạn, thì hay gặp con này lắm nè, mà em quên tên của nó là con gì vậy, ốc bông tai nè. Quá dễ sản luôn. Đó, đây là bạch tuộc. Rồi, đi tiếp nha cô chú anh chị bạn. Bên đây cũng có một cái đường đi vô nè. Bên đây thì có bán bông. Phía bên trong thì có bán cơm. Ý, hộp này hộp gì là lạ nè chị ơi, cho em hỏi này hộp này hộp gì là lạ chị? Con ốc cuốn em ơi. Ốc hả chị? Dạ con ốc các bạn đó, vậy em mới thấy con ốc này luôn á. Ốc này là mình làm gì ăn chị? Ăn thôi, không có làm gì nữa. Dạ lưỡi ra ăn thôi, lưỡi ra ăn, lưỡi ra cây gai này nè, lưỡi ra ăn. Ờ à, lưỡi ra hả? Ừ. Dạ dạ lưỡi bằng cây gai này nè, để thử đi. Dạ một ký bao nhiêu chị? Bán lon một lon này là 25 ngàn. Dạ bán em lon nha chị, để về lễ ăn thử. Đó vậy mới gặp ốc này luôn á. Ốc này ở Vũng Tàu mới có. Dạ ở Vũng Tàu mới có. Nghe nói ốc gì tên gì em quên rồi. Luốc. Ốc luốc hả? Ờ, đúng rồi. Dạ ngộ quá ta, em tưởng là chị bán cái hộp gì không à. Ăn xong rồi lấy cái vỏ rửa sạch hơi khô, lấy vỏ để làm tiễn bỏ hộp cá rồi giờ chơi. Dạ mình làm sẽ chuỗi mình đeo được không? Có thời gian hoạt động lại, có thời gian. Dạ. Có chuỗi không? Để em về em làm cái dây chuyền em đeo á. Ờ, hoạt động làm có thời gian. Dạ cũng đeo là không đụng hàng luôn á. Dạ, ốc này là ốc luốc. Ốc luốc. Dạ, đó giờ mới gặp luôn. Nó có nhiều màu ha. Ừ. Dạ. Vậy ăn rồi lấy cái vỏ để. Dạ. Cái này mình ăn về mình để duy truyền hoặc là làm cái lò tối mình đeo cũng được nữa. Làm đeo là không đụng hàng với ai luôn á. Dạ, quá đã. Chị ốc này là người ta cào được hả chị? Ờ, người ta cào. Dạ. Để em bóc lên cho chúng chị bạn xem nữa nha. Mình về mình lễ ra ăn á. Nè, nói gì nè. Nó giống như là viên sỏi vậy đó. Đó. Dạ dạ. Dạ em có tiền chị. 25 ngàn. Rồi, cảm ơn chị nha. Bữa nay biết được một loại ốc mới nữa. Cái này là mùa nào cũng có luôn hả chị? Dạ dạ. Có quanh năm luôn. Rồi cảm ơn chị. Đây bông bông các bạn. Quá đẹp. Rất là tươi, rất là đẹp. Ở đây thì có chỗ rửa xe ở đầu chợ các bạn, thì ghé bên hông rửa xe luôn. Chứ trong đây thì không có chỗ rửa xe. Đi thẳng ra phía sau là mình sẽ đi ra một cái cảng nha. Cảng này mình có thể đi về Dầm Láng được luôn. Xíu nữa em sẽ lại em hỏi giá của cái tàu đó cho cô chú và bạn cùng xem. Wow, lại gặp khoai mì nữa nè các bạn ơi. Cô ơi, khoai mì bao nhiêu ký vậy cô? 30 gram. Dạ, lấy con nửa ký nha. Dạ. Đây khoai mì đấy các bạn. Món khoai khẩu. Em ăn hai loại nha, loại bột loại dẻo nha. Dạ. Bột là khác nữa cô. 16 ngàn em. Hả? Khoai mì này loại là bột là không bột. Loại bột loại dẻo nhưng mà có loại màu vàng nữa, bữa nay cô không có màu vàng. Dạ. Có loại màu vàng ngon. Dạ. Của Thái Lan giống của Thái Lan. Cái này cô luộc sao nhìn ngon với cô? Hả? Cô luộc sao nhìn ngon vậy? Ở nhà con luộc nó nhìn nó chai ngắt à. Hả? Nó không có tơ như gì. Dạ. Cô luộc sao cô? Nước sôi canh sôi ba đào chuyển động mà mình cắt nước mình ghế như cơm vậy đó. Dạ. Rồi, rồi vậy thôi đó hả? Ờ. Vậy đâu chứ không có gì đâu, nhưng mà mình phải bỏ đường muối. Bỏ đường muối. Đường muối là lá dứa. Lá dứa. Lá dứa mình vớt ra rồi xong mình hãm vô vậy đó. Dạ, có dừa không cô? Không, con không có làm dừa. Dạ. Bên đây cô. Bên đây nè cô, bên đây cô. Cho con vô trả tiền. Dạ. Dạ. Dạ.
sáng giờ bán được không cô? Sáng giờ có bán được không? Rồi rồi nha. Dạ. Dạ, con gửi tiền con. À, con gửi tiền rồi đó. Hồi nãy là chưa gửi. Đây. Đây là trái lòng mứt. Cái này là mình chưa có rửa sạch cái cái này là của Hằng Bảy. Cái này là của Hằng Bảy nên nó ngon lắm. Dạ. Có 25 ngàn một ký. Dạ. Con thường con gặp cái trái người ta rửa rồi bóng lưỡng à. Dạ. Dạ. Trái này gọi là trái lòng mứt hả cô? Trái lòng mứt hả? Dạ. 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 Trái lòng mứt các bạn. Lấy con 1 ký lòng mứt đúng không cô? 25 ngàn 1 ký các bạn. Trái nó mềm rồi nè. Dạ, ăn mềm mềm. Đây nó còn cám nè các bạn. Hả? Trái này cô nói là ngon. Dạ. Cô có dao đó không cô? Cô vẽ ra con coi thử á. Dạ. Đây các bạn. Nó còn cám giống như là trái quách vậy đó. Dạ. Trái lòng mứt các bạn. Thì em gọt ra cho cô chú cho bạn xem nha. Cái này cũng ngon rồi. Không ngon hả cô? Không. Dạ. Cái này không ngon, cái này cái da nó bị ấy. Dạ. Đây cô chú cho bạn. Trái lòng mứt gọt ra. Nhìn cái màu nó rất ngon, sao mà cô nói không ngon ta? Đây em mời cái ra. Cô chú cho bạn của em ăn lòng mứt nha. Màu rất đẹp. Dạ. Dạ, nó cũng ngọt đó cô, nó cũng ngọt, ngon. Dạ. 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 Dạ con có tiền. Cô ơi, có cái bọc lớn không cô, cho con bọc lớn nha cô. Bên hông thì có cô bán lạp xưởng này các bạn. Thì sẵn em quay lạp xưởng của cô cho các bạn xem nha. Lạp xưởng. Lạp xưởng bò hả cô? Lạp xưởng heo. Dạ, ăn với cơm là ngon ha. Dạ. Dạ con. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha cô. Đây đi vô bên trong các bạn. Ồ, cô bán mực nè. Đây là những gian hàng bán bông. Ở đây em thấy bông quá trời đẹp luôn, quá trời tươi luôn á. Màu sắc sặc sỡ. Hai bên là những gian hàng bán bánh. Đây có rất là nhiều loại bánh luôn. Bánh bông lan. Rồi bánh ủa bánh này bánh gì hả chị? Quy. Bánh quy. Đây bánh này là bánh quy các bạn. Chị ơi lấy em 4 cái bánh quy nha. Ủa bánh này bánh bánh dừa. Hai hũ rau dừa. Cái này là xương sáo hả chị? Xương sáo. Xương sáo với sâm. Đây chủ là bánh. Buổi trưa ăn này là mát lắm các bạn. Khỏi đầu nón luôn ha. Rau câu nữa. Lấy em hai hũ rau câu luôn đi. Dạ. Giờ này ta đi chợ đông chưa thấy chị? Giờ này đi chợ đông. Dạ. Dạ. Có bánh lăng nữa. Bánh này là bánh lăng nè các bạn. Đó, bánh lăng. Bánh lăng hủ nhiêu chị? 5 ngàn. Có 5 ngàn à?
với em nhiêu tiền chị? Quanh 20 với 10 nữa là 30. Dạ. Rồi em gửi tiền. Đây là rau câu giòn nè các bạn. Đó. Đây là bông bông nữa hả? Bông lạc là đẹp luôn. Dạ. Con đi quay này con mua đồ ăn không? Con thường mua đồ ăn là nhiều. Dạ. Dạ, dạ. Tại em đi xa lắm. Dạ. Bông Đà Lạt các bạn. Rồi, cảm ơn chị nha. Bên đây là gian hàng bông rất là đẹp luôn nè, phía trong còn nữa kìa. Đây, gần 8 giờ các bạn. Giờ này thì mọi người đi chợ đông rồi nè. Nhiều cây bông. Nãy giờ em chưa có đi tới nhà làm chợ nữa các bạn. Nhà làm chợ nằm bên đây. Ở đây cô bán sầu riêng nè. Sầu riêng hàng rụng. Hàng rụng là 50.000 một ký. Dạ. Hàng rụng là ngon hơn hả cô? Hàng rụng là ngon hơn phải không? Dạ. Còn cái này là chín hay là rụng? Cái này rụng đó mà hàng này tới 80.000 ký. Dạ. Dạ. Cô bán công dây thường nữa nè. Cô kia quay y. Quay đi. Sầu riêng này là cô trồng nhà hả cô? Cô trồng nhà hả? Của người ta chứ cô đâu có đâu cơ. Dạ. Cô tưởng đâu là ở đây có trồng sầu riêng được chứ. Đây sầu riêng bơ nè các bạn. Bơ nè. Còn bên kia là sầu riêng. Đây. Thường ngày là bán sầu riêng không hả cô? Dạ, cô bán sầu riêng không các bạn ơi. Các bạn có mua sầu riêng thì vô đây gặp cô nha. Cô bán dễ thương. Đó. Cậu quay phim ở trong chợ cá rồi không? Dạ, con chợ chợ này hả cô? Con mới tới chợ này lần đầu tiên à. Dạ. Tại vì trước sau cái hổm mà mấy cậu quay đó cái ra ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Con tôi nó thấy thấy cô. Dạ. Thấy nó. Dạ. Bữa nay cậu quay vậy đó chứ. Dạ. Cô có con ở bên Mỹ hả? Dạ. Nó coi á, nó coi thấy. Rồi cái cậu đó ở tên gì mà ở xứ nào trong đó mà cũng nói ở đó nữa. Dạ. Con của cô là ở đâu cô? Ở Mỹ. Dạ. Cô có gỡ gấm gì không? Dạ. Điều nó nói là mai mốt mà mấy cậu có quay á. Còn má lợi mất. Đỡ má là bộ mới nói chuyện vậy trong cái cổng quay má. Dạ. Mới trong đó nó nhìn để dạ. Đỡ dạ. Nhớ. Cô có gỡ gắm gì cho anh không? Dạ. Con nó không để nó kêu mình làm giấy tờ xong mình mới về thăm má. Dạ. Thăm mai má tám mấy rồi. Dạ. Cô gửi cô đi không? Cô đi. Dạ. Biết sao cô qua bển buồn. Dạ. Ừ. Dạ. Ngại nó ở trong phải như đây dạ. Nó đi chơi tùm lum tố lụa. Dạ. Còn bên đó là ở trong nhà nó buồn lắm. Dạ dạ. Trời ơi, lãnh má qua bánh chơi dù dạ. Chứ ở nhà má buồn má đòi đi về. Dạ. Ơi sao vậy? Cô hôm nay tám mấy hả cô? Tám mốt. Vậy là cô kêu ông bà mà đúng. Dạ, con xin lỗi, cô kêu ông bà mà đúng. Dạ dạ. Để có hoài động lắm. Dạ dạ dạ. Cậu đang thấy đó hả? Dạ dạ. Đi chạy hả? Dạ. Con cảm ơn bà nha. Cậu. Hai cô bà ơi. Bà ăn sáng chưa? Dạ. Rồi ha. Dạ dạ. Rồi, chúc bà sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ. Này buổi sáng đi bà con đi chợ đông rồi nè các bạn. Trái cây. Ở đây mấy chú cũng gọi trái táo là trái bơm nữa các bạn. Dạ. Ở dưới quê con kêu là trái bơm không à. Ở đây con kêu bơm. Cái này cho chị ăn thử. Dạ. Chị sợ chua. Sáng giờ bán.
đó 60. Bơm 60 các bạn. Này 60 nhưng mà cái đỏ trong đó đó là có 65 đó. Wow, cái đỏ trong ngon đó cô, cái đỏ trong nó bự ngon đó. Dạ. Dạ, này thì giòn hơn hả? Nó quay mấy em YouTube. Dạ. Rồi sao con? Dạ, dạ con cảm ơn. Ngọt ngon con. Wow, lạnh lạnh các bạn ơi. Đó. Để em ăn thử giòn không nha. Ngon ngọt thiệt các bạn ơi. Dạ, cô thử xong cô mua luôn nè. Ngon á. Đây bồng bon nè các bạn. À, video lần rồi thì có khán giả bình luận là có đứng lên coi xe coi. Hỏi bồng bon bao nhiêu một ký. Dạ bồng bon này các bạn. Đây. Bồng bon. Bồng bon bao nhiêu ký cô? Dạ. Đây các bạn em hỏi giá bồng bon nè. Bồng bon bây giờ là 60.000. Trong video lần vừa rồi thì có khán giả bình luận hỏi em giá bồng bon á, thì bồng bon là giá 60.000 ở chợ Bến Đình. Bên đây là chưa cao. Đây cô chú các bạn, đây là nhà lồng chợ nha. Nhà lồng chợ Bến Đình. Trung tâm chợ. Phía trong đây thì bán rau củ quả nè, rồi thịt cá, rồi hải sản nữa. Wow, hôm nay chợ rồi đó, rất là đẹp luôn. Trong xanh nè. Để em đi ra phía sau nha. Phía sau thì có một cái bến. Buổi chiều thì khoảng 3-4 giờ chiều á thì khu vực này bán ghẹ rất là nhiều. Buổi sáng thì tôm mực, buổi chiều là ghẹ nha. Để mình đi ra phía sau mình quay nè. Em định chiều nay quay ghẹ cho chú với bạn mình xem, tại buổi chiều ghe vô đây nhiều quá. Nhưng mà chiều em quay thì trễ quá em đi không kịp. Tại vì sáng em quay rồi em làm video tới chiều quá. Xong rồi em di chuyển với chỗ khác. Đây. Đây là ghe đi Dàm Láng Vũng Tàu. Cái này làm chuyến đồ ở đâu chú? Hả? Cái này làm chuyến đồ ở đâu chú? À, Dàm Láng. Dạ. Miền Tây á. Dạ. Ủa sao ông kia ông lên mạng rồi mà lên nữa hả? Dạ, con đi quay riêng. Đây các bạn, ghe đi Dàm Láng Vũng Tàu. Đây phía bên đây thì có một cái bến rất là dài luôn, dọc cái đường này đó bạn. Thì ghe biển của cô chú ở đây rất là nhiều. Tên gì? Dạ của con là đây đó, An Giang. À, đây đó, An Giang hả? Dạ. Để xuống quay ghe cho chú bạn xem nha. Đây bên trong ghe nè. Đó. Ghe này có thể chở đi rất là nhiều người á, với lại có xe nữa. Chở như là giá làm sao hả chú? Giá hả con hỏi mày là ông, dạ. Dạ, ông chú tàu là ông nào chú? Ông đen hả? Dạ dạ. Lên luôn. Dạ. Để em hỏi giá cho chú chứ bạn có đi thì liên hệ. Có đi du lịch thì tại đây đi cũng gần hơn. Đi tàu. Trải nghiệm cảm giác đi tàu luôn. Đây xe nè. Chặn chuyển xe với người. Ngày đi bao nhiêu chuyến vậy anh? Có chuyến một hả? Là mấy giờ anh? 9 giờ. Dạ, 9 giờ. Dạ, vậy là đi giá làm sao anh? Một
120 à. Dạ, vé 120 xe. Xe bốc vác luôn hai bên luôn, với tiền đò luôn, chiếc xe cũng 120, xe số á. Dạ. Xe ga tới 150. Dạ. À, tay ga là một chiếc là 150 nha. Còn xe số là 120. Còn người cũng là 120 luôn. Một ngày là anh chỉ đi có một chuyến à. Ghe rất là lớn luôn nè các bạn. Đây để giữ giàm lá Vũng Tàu nè. Đó. Đi chưa anh? 9 giờ. 9 giờ mới đi hả? Dạ. Ủa nãy giờ anh vận chuyển đồ rất nhiều mà có 200.000 hả? Ừ. Dạ. Rồi chừng nào anh về đây lại anh? Hả? Chừng nào anh về Vũng Tàu lại? Sáng mai anh cũng dạ. Anh ơi, nếu mà người ta muốn liên hệ anh, liên hệ số mấy? Số điện thoại. Dạ, số mấy anh đọc được không? 0983. Dạ, 0983. 108. 108. 703. Dạ, 703. Đó, cô chú anh chị phải mình anh chạy tới 6 dạ. Chiếc lận. Dạ, 6 chiếc lận. À tại vì anh chạy 2 chiếc còn ra ngày mai anh trở lại. Dạ dạ. Hết tài rồi mình nghỉ. Dạ. Hết tài anh nó chạy à. Dạ, chứ không phải là liên tục hả? Không. Sáng chiếc thay phiên nhau chạy. Dạ dạ. Đó, cô chú anh chị bạn có vận chuyển hàng hóa hoặc là đi du lịch từ Vũng Tàu qua Dầm Láng thì liên hệ với anh nha. Anh tên gì anh? Pha. Anh tên Pha. Dạ. Đây tàu rất là lớn các bạn. Đó. Wow, cảnh rất là đẹp luôn. Chợ Bến Đình. Đây bên đây có chỗ lên tôm cua gẻ đó các bạn. Đây là nhà của mấy cô mấy chú nhà đây luôn á. Ta lên tại nhà luôn các bạn nên mình không có vô được. Mình em thì chỉ quay được chợ thôi. Phải em vô được ở đây thì em vô quay cho cô chú cho bạn xem rồi. Đây cảnh xung quanh của chợ Bến Đình. Rồi em sẽ đi lên và em sẽ quay tiếp tục quay chợ nha. Vô chợ hải sản. Đi một vòng chợ hải sản nữa thì em xin kết thúc video luôn. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Em đi chơi hả? Dạ em đi quay phim. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Đây có chị đi lụm ve chai. Ở đây cũng có quán cà phê nữa các bạn. Cặp ở đây có quán cà phê. Em cảm ơn anh nha. Dạ à, rồi. Wow, ở đây có cá nữa các bạn. Đó. Buổi chiều thì ở đây có bán nhiều ghẹ các bạn. Thì chợ này thì cũng có khách du lịch đến đây. Nhưng mà số ít thôi. Thường khách du lịch thì đến chợ Vũng Tàu nhiều hơn là chợ Bến Đình ở đây. Tại chợ Bến Đình này cũng nhỏ. Rồi xin mời tất cả các chú các bạn cùng em đi vô bên trong chợ nha. Bên trong thì có nhiều hải sản ở phía sau á.
mắm ba khía các bạn. Con ba khía quá trời bự luôn. Đó. Nãy là bạn con, giờ con quay riêng. Dạ. Dạ. Ba khía. Miền Tây. Ba khía miền Tây ha. Mà đây là miền Đông. Dạ. Cô là người miền Tây. Ủa, cô miền Tây là cô ở đâu? Cô ở An Giang. Vậy là đồng hương con luôn rồi. Con ở An Phú, An Giang. Còn cô ở Tân Tiền, Sông Hậu. Tân Tiền hả cô? Tân Tiền, Sông Hậu là ở Thường Phước. Dạ, Thường Phước. Ờ. Ủa, gần con luôn á. Nhà con Vĩnh Sương đi qua đò là tới Thường Phước. Cô đã ở đường Vĩnh Sương đi lên là quốc lộ 92. Ồ, giờ gần Vĩnh Hòa không cô? À, cô dưới Vĩnh Hòa một chút. Dạ, vậy là đồng hương với con. Nhà con đi qua đó 10 phút. Ờ. Dạ. Và ở chỗ nào nói đi là cô nhà con ở Phú Hữu. Phú Hữu phải không? Dạ, chỗ cầu Qua Lao á. Rồi, vậy là bên dắt bên kia, cô ở bên này. Dạ, nhà con đi qua cô hàng xịt bên à. Rồi, đó là qua đó gần. Dạ. Hôm nay gặp cô đồng hương với em. Cô đi ra đây làm hả cô? Cô ra đây làm, năm nay là cô ra năm 2001 tới giờ. Dạ, dạ, vậy là làm đến ở đây, sinh sống ở đây luôn. Cô sống ở đây luôn, lập nghiệp đây luôn, có nhà dạ. luôn rồi. Dạ, có về bển không cô? Có, mới về quê, mới xuống. Dạ, dạ, hôm nay may mắn quá gặp được cô ở gần nhà. Ra đây gặp đồng hương là vui đúng không bạn? Ờ, đúng rồi. Dạ. Cô ở gần nhà em luôn chứ. Mà em đi qua khoảng 15 phút tới. Cô đi qua bên Phú Hữu lần nào không cô? Có, Phú Hữu cô cũng có chồng ở bên đó nữa. Dạ. Có người anh trai có vợ bên đó. Dạ, dạ. Đây, bà kia. Dạ, dạ, chiều như mở kênh này đó Giang coi đồng hương nghe cô. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ, em quay một xíu là bán hết luôn. Dạ. Wow, đây rau củ quả nhiều các bạn. Chợ này tuy nhỏ nhưng mà buôn bán thì rất là đông nha. Đông người bán cũng đông người mua nữa. Vừa em vừa mới gặp được cô ở gần nhà em. Ngó sen nè. Đó. Ngó sen miền Tây. Trồng theo ruộng các bạn. Có người trồng thì lấy búp sen á. Còn có người thì trồng lấy ngó sen, củ sen. Thường sen trắng á, thì trồng sẽ lấy ngó nhiều hơn các bạn. Tới tiệm vàng rồi nè. Tiệm vàng. Dạ. Tiệm vàng di động các bạn. Đó, rất là nhiều vàng luôn. Bây giờ vàng rẻ mua dễ. Cảm ơn chị nhiều. Đây bạn, bên trong đây là chỗ bán hải sản. Đây là chỗ bán thịt. Qua chỗ bán thịt là mình sẽ gặp chỗ bán hải sản liền các bạn. Ê, rất nhiều hải sản luôn nè. Đó. Đây rất nhiều hải sản ngon ngon các bạn. Chị ơi cho em phép ghi hình xíu nha chị. Đây ghẹ con bự nè các bạn. Đó. Dạ. Ghẹ rất là ngon các bạn. Con này là con nhỏ nè, con đây là con bự hơn. Dạ, cái loại nào cũng có hết các bạn. Tôm mực. Cái này là mằng dao không ta hả chị? Dạ. Dạ. Mực này là bao nhiêu ký với chị? Có 170 nè. Ờ, 170 các bạn. Nhỏ 150.
Dạ. 80 cũng có luôn. 80 cũng có luôn. Dạ. Cái này là nhà là làm luôn hả chị? Dạ. Đây. Dạ. Đầu chợ thì có chị bán mực các bạn. Đây, rất là nhiều loại mực. Các bạn có mua mực thì lại chị mua đầu chợ nè. Dạ. Ở đây là đồ sẵn rẻ hả chị? Dạ. Nhà là chợ này là chợ nhà đầu mối mà. Dạ. Ủa, ở đây là chợ đầu mối luôn hả chị? Mỗi khuya bán nhiều lắm. Dạ, giấc khuya hả? Giống được bánh vậy. Dạ. Đó, tôm mực các bạn. Cũng rẻ thôi chứ không có mắc như là ở ngoài chợ thành phố đâu. Dạ. Ở đây là chỗ chợ đầu mối nên rẻ hơn. Dạ, mực nang 150 kg nè. Mực nang gì là 1 kg 150. Dạ. Đó, mực nang là 1 kg 150 các bạn. 120, 130 cũng có. Đây cái hàng tay. Dạ. Hàng tay quá trời đẹp ha chị. Dạ. Còn mần cái mã nổi hột sòn luôn á. Dạ. Cho chị em đeo tay vô cho nó đỡ. Quen. Quen hả? Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán đắt rồi chị. Dạ, có em là đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ, em chuyên đi bây chợ không à. Dạ, tối nay. Dạ. Đây, tôm này. Chị có ghe cào nhà không? Hay là mua không ạ? Dạ, đây các bạn. Tôm này là tôm sú hả chị? Tôm này tôm sắt. Tôm sắt. Tôm găng. Dạ. Còn tôm này chị? Tôm thẻ. Tôm thẻ các bạn. Dạ, còn tôm sú. Đây là tôm gì lọc rồi đó hả? Dạ. Rất là ngon. Dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ, để con quay chả luôn. Chả này là cá thác lát hả con? Dạ, chả cá 140 các bạn ơi, mãi vô, mãi vô. Dạ, mãi vô. Đây, chả cá 140. Rồi, mãi vô mua chả cô chú ơi. Dạ, của con, YouTube của con là đây đó An Giang. À, An Giang hả? Dạ, con An Giang qua. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô bán hết chả luôn. Và cá lư châu bự nè bạn, cá lư châu. Cá đây cá đâu, cá quá ngon. Con này là con lu đù hả con? Con đù á. Cá đù. Đù, cá đù. Cá đù. Còn con này là con lim kim. Cá lạc. À, con cá lạc. Nhìn giống cá lim kim em quên. Cái mỏ nhọn nhọn. Con cá lạc. Đây cá đây, quá nhiều cá ngon ngon luôn. Dạ, cá này cá bí hả chị? Dạ, cá bí. Cá bí các bạn, nó có màu vàng giống như là trái bí gợ, gọi là cá bí. Dạ, YouTube của em là đây đó An Giang hả chị? YouTube của em là đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ, tại em ở quê An Giang á. Dạ. Ồ, cá lư châu quá trời bự luôn nè các bạn ơi. Cá lư châu. Con này lư châu luôn hả chị? Dạ. Cá lư châu quá trời bự à. Cá lư châu biển. Cá đù gì chị? Cá đù ngao hả? Dạ. Cá đù ngao. Cá đục đẹp. Cá đục hả chị? Dạ. Wow, ở đây là con cá bóp hả chị? Bóp rất là bự luôn các bạn. Này, em đưa cái tay vô nè, nó hơn một gang tay luôn của em luôn á. Cái bóp nó bự á. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chợ này hải sản thấy tươi ngon với lại giá cũng rẻ lắm các bạn. Đây cá này cá ngừ. Này là ngừ hả Thu chị? Cá ngừ. Dạ. Cá
còn tươi ngon, với lại giá cũng rẻ các bạn. Mấy chị nói là chợ này thì hải sản rẻ nhất ở đây á, tại đây là chợ đầu mối luôn mà. Dạ em thấy chỗ nào cũng tươi hết trơn á. Qua bên đây nha. Cái này là cái gì á cô? Cá thu. Cá này là cá thu các bạn. Cá chét hả cô? Dạ dạ. Này là dao hả cô? Dạ. Đây là chợ đầu mối các bạn. Thường mấy cô đi giao cá. Dạ em đưa rồi, cá cũ luôn. Đây. Cô kêu hỏi cái này cái gì á cô? Cá bằng sa các bạn. Cái này cá bằng sa. Nó giống như là hình ngũ giác vậy đó, nó có năm cạnh. Cá bằng sa. Em nhớ để bốn em quay lại em có hỏi tên cá nữa. Cá bằng sa. Còn con này là con cá bí. Đây là có bà bán mực nè. Đây là cá lưỡi châu các bạn. Cái này là ghe mới vô hả anh? Dạ. Đây cá lưỡi châu, rồi đủ thứ cá ở đây luôn. Anh bao lâu đi ghe tắm vô một lần anh? Đi ghe hả? Dạ. Đi ghe hả? Đi ghe hả? Có khi một trong ngày luôn hả? Dạ dạ. Đây, ghe mới vô anh lựa cá nè. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ dạ dạ. Cô qua đây bán luôn hả cô? Dạ ngồi đi chơi ha. Dạ dạ. Dạ. Đó, rất là nhiều loại cá. Cá đù 70.000 các bạn. Ở đây có máu nhiều quá em không dám quay. Dạ. Nay quay ở đây em quay mấy cô với mấy chị lên YouTube nha. Ngon nữa. Dạ. Dạ. Đây cá đuôi ghim hả chị? Dạ. Dạ. Cái này là bằng sa. Gặp nhiều lần thì em mới nhớ tên hết được. Em ở trong miền Tây ra. Bởi cá nước ngọt em gành lắm, còn cá biển em không gành. Dạ. Nhiều loại. Chị nhiều khi biết không hết luôn không? Dạ. Dạ. Chị ở ngoài đây nhiều khi chị không biết hết cá luôn á. Không, chị thì biết rồi, em không biết á. Dạ. Chị biết á. Biết hết luôn hả? Dạ. Dạ. Sống ở ngoài biển không biết hết á. Dạ. Em thì ngược lại với chị. Dạ. Dạ. Tôm cá đủ loại. Dạ.
không biết là cái thu nè. Cái này cái thu hả? Ừ. Dạ. Thấy ghê không? Cái thu gọi là cái, nếu mà cái nhỏ thì gọi là cái ảo. Cái ảo. Ảo thôi chứ không phải thu. Dạ. Thu nó phải bự. Dạ. Mấy bự năm thứ tắc mới gọi cái thu. Dạ. Ờ. Ảo này nhỏ nhỏ là con gọi cái ảo. Em mới biết luôn á. Dạ. Để quay là cái nữa nha. Cái này là cá ảo các bạn. Thì cá nó bự lên gọi là cá thu. Dạ. Nhỏ thì cái nào nó bự lên cá thu. Dạ, nhớ rồi. Rồi. Cái này ta cũng gọi là vậy, cũng gọi là ảo thôi. Dạ. Cái đó cũng còn là gọi là cá ảo phải không? Ừ, ảo ảo thôi. Dạ dạ. Cái nhặt kèm này cũng gọi là cá thu. Dạ. 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 Rồi. Cảm ơn chị nha. Chúc chị mua may mắn đắt nha chị. Dạ. Đó, cái này là cá thu nè, bự hơn rồi. Rồi, hết chợ hải sản rồi bạn ơi. Bên đây cũng có còn một số cô bán ở đây nè. Hết chợ rồi đó. Chắc em đi về ra nghe cô chú chưa các bạn. Đây, đây là toàn cảnh của chợ hải sản. À, em đi ra cuối chợ thì có gặp được một anh với anh nhìn như là một anh với một em gì đó, em không biết bao nhiêu tuổi nữa, thì có đây cái bảng trước ngực nè để em tìm hiểu của hoàn cảnh của anh nha. Thật tốt nếu như tôi có thể nghe và thấy được, thấy rõ bạn được bạn, xin lỗi vì sự bất tiện này. Anh cái bảng này là sao anh không có nghe em nói đúng không? Anh có nghe em nói không? Đi trên hết cái đầu. Dạ. Ngày cũng chạy. Dạ. Bị tai nạn hay sao anh? Bị tai nạn à? Ừ. Bị tai nạn hay sao em? Cái đầu với anh. Em năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ, chị. 28. Mắc hết miếng thịt trên này luôn. Dạ, dạ. Ông anh. Dạ. Anh dài thôi cơ. Dài. Dạ, 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 dạ khỏi. Mắc cái miếng xương luôn á. Dạ, dạ. À. Thế là em đoán là anh không lủng chỗ này là anh không có nghe với lại anh không có thấy các bạn. Là tay anh không có nghe. Bên đây đi có người đã. Dạ. Chạy cho được cái máy lưu tai đó. Dạ dạ. Một nghèo lắm. Một bên nghe bên không hả anh? Đáng số còn bị giấu nó có bị người qua giấu mấy chục tờ. Dạ. Dạ một bên nghe bên không. Nghe gì chứ. Dạ, còn mắt anh. Anh ơi anh nhìn em nè. Mắt. Con mắt con tay đuôi rồi nè. Dạ. Còn bên đây là thấy. Còn cái mệt rồi. Dạ. Còn lỗ tai bên đây. Điếc, đây điếc. Còn đây, đây. Nghe đã đải sát vô mới nghe rồi. Dạ. Để sát vô mới nghe đúng không? Vô gì nè mới nghe rồi. Dạ dạ. Là anh bị này lâu chưa? Anh nói gì? Anh bị lâu chưa? Bị trong bắn chinh bị lỗ tai điếc mới mấy năm nè. Dạ. Dạ. Nó lặn dưới sông á. Anh làm nghề lặn dưới sông mò ba cá. Dạ. Anh làm nghề lặn sông hả? Chích nước đồ dòng bọc vô lông mà bằng đủ. Dạ. Thứ chân. Anh lặn biển hay lặn sông? Cái này bị trong bụng ra tới giờ luôn. Dạ dạ. Lúc trước anh có đi có đi lặn biển nữa phải không? Hả? Rồi đi lặn biển bị bệnh thêm phải không? À, lặn biển quá. Dạ. Còn em bị tai nạn lâu chưa? Đó lặn cái còn 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. 10 năm rồi. Em tự chạy hay là ai chở? Đằng này cũng đâu có mình gì được, cái đầu nó cắt ra hết. Dạ. Em tự chạy hay là ai chở? Dạ bị để hết miếng xương bị. Chưa có em đang đi xe đạp đi rửa ga. À. Rồi sao nữa em kể anh nghe được không? À, cái cô nghe tin con gái. Để em tháo con trai người xuống đi cho dễ nói chuyện. Rồi nghe tin con gái tông mình mà mình có biết gì đâu. À, vậy là một cô gái tông em. Dạ. Về mới đi trên chiếc xe gì nữa mấy thằng đó lần trước. Dạ dạ. Rồi em ở nhà sống với ai? Dạ sống. Dạ sống với mẹ. À, mẹ em làm nghề gì? Mẹ thì bán vé số rồi. Rồi ba của em? Dạ ba mẹ bỏ nhau rồi. Dạ, nó té gây ta cái máy của người ta cho đây nè. Rồi mẹ của em năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ con khoảng 50 rồi. 50 rồi hả? À
Rồi lúc đó em bị tai nạn là em mười mấy tuổi hả? Dạ có 10 tuổi à. Có 10 tuổi à. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có mấy đêm chứ. Anh này không. Rồi anh cũng hiểu hoàn cảnh của em rồi. Còn anh ở nhà sống nhai anh. Anh nói gì? Anh ở nhà sống nhai. Giống với bà già bà bị bệnh tim nằm 2 năm nay rồi. Dạ, bị bệnh tim nằm 2 năm nay luôn. Hoàn cảnh thì đó vợ đó đi gắt gác rồi với đi bán số rồi gắt gác tháng có 2.5 triệu à. Mẹ đó hả? Rồi đâu có vợ đồ ăn đủ gì cũng mất hết trơn. Mẹ của anh đi với gác hả? Số gác làm cái miếng này nè. Dạ. Anh đi xa đó. Dạ. Có dạ. Người cũng giúp đỡ cho được 50 rồi có khi 100 có khi 20 10.000 vậy đó. Cũng giống như vậy nè. Có ai cho thì lấy. Dạ. Bà già thì nằm chỗ rồi đâu có ai. Dạ. Phá tư dần nè. Dạ. Năm năm nay cũng bệnh tim rồi, 3 năm nay rồi. Dạ. Đây hả, đây là hoàn cảnh. Nằm chỗ rồi má mệt trong nè. À, hoàn cảnh của anh với lại một em bị tai nạn. Mặt cua không, có mình gì đó. Hôm nay thì gặp hoàn cảnh của anh với lại em thì cũng khó khăn, với lại em cũng bị tai nạn rất là lâu rồi. Thì em thay mặt cho anh Thức với chị Phượng tặng cho anh với lại em mỗi người là 1 triệu nha. Đây là số tiền. Cảm ơn anh chị giúp đỡ cho tiền. Tặng rồi tặng cho em nè. Rồi về dạ về mua đồ ăn với lại mua gạo với lại nuôi hy sinh đuôi mua thuốc cho mẹ nghe anh, mua thuốc cho mẹ. Dạ mua thuốc cho mẹ. Rồi em cũng về nhà mua bánh cho em Út và ăn nha. Rồi anh cảm ơn em, cảm ơn anh. Rồi dạ tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây luôn. Hôm nay đi chợ Bến Đình thì em có sử dụng số tiền của anh Thức chị Phượng là 3 triệu. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Đến đây thì em xin kết thúc video của em tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó anh vàng của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong các video lần sau nha. Chợ Bến Đình. Đây là đình đây. Và đây là chợ Bến Đình. Rồi em xin kết thúc video tại đây.